Vâng, xin kính chào bà con, chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube Khám phá Việt Nam TV. Xin kính chào các quý vị Phật tử ở khắp mọi miền Tổ quốc cũng như ở khắp nơi trên thế giới. Hôm nay chúng tôi đang có mặt tại chánh điện của chùa Quán Âm Ngũ Giác Đài Sen Ngọc tại khu du lịch và thắng cảnh non nước thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi kính hân hạnh giới thiệu đến quý vị một bảo tàng văn hóa đầu tiên tại Việt Nam, có tên là Bảo tàng Văn hóa Phật giáo. Đây là một trong những bảo tàng được chứng nhận là Bảo tàng Văn hóa Phật giáo đầu tiên của Việt Nam, thưa quý vị. Đến đây chúng ta sẽ thăm và tìm hiểu các cái hiện vật tại Bảo tàng Văn hóa Phật giáo đầu tiên của Việt Nam với hơn 500 bộ sưu tập. Các cái bộ sưu tập này thì được sưu tập qua ba đời thầy trụ trì của ngôi chùa. Nó là những cái bộ sưu tập phản ánh về nghệ thuật Phật giáo Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực châu Á. Những cái bộ sưu tập hiện vật này á thì được lựa chọn để trưng bày, nó thể hiện những cái tác phẩm mà nghệ thuật cổ mà còn kết tinh từ những cái nét tinh hoa của di sản văn hóa Phật giáo. Đến đây chúng ta tìm hiểu những cái câu chuyện huyền thoại, những cái truyền thuyết đặc trưng của tín ngưỡng tôn giáo, thưa quý vị. Nó được thể hiện thông qua các cái chủ đề, cái đề tài đem lại cho không gian trưng bày ánh sáng của văn hóa Phật giáo với cái tư tưởng là hướng thiện, hướng đến một đời sống tinh thần, tâm linh cao quý, mang đến cho du khách tham quan một cảm giác an bình và thịnh vượng. Vâng, thưa quý vị, chính là cái sự độc đáo và chắc chắn đây là một cái sự hữu duyên mà chúng tôi đã tìm đến được với bảo tàng để hân hạnh giới thiệu với quý vị những cái bộ sưu tập rất là độc đáo của văn hóa Phật giáo và văn hóa Champa cổ đại nữa, thưa quý vị. Xin mời quý vị cùng theo dõi từng cái hiện vật mà chúng tôi sẽ giới thiệu sau đây và mong quý vị đăng ký kênh, bấm like và chia sẻ để ủng hộ cho kênh Discover Việt Nam TV. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi sau đây. Xin cùng giới thiệu với quý vị khán giả, quý vị Phật tử một số tượng Phật Di Lặc rất là đẹp, rất là ấn tượng. Xin mời quý vị cùng xem cận cảnh. Đây, tượng Phật Di Lặc nha quý vị. Và đây nữa quý vị nè. Thank you.
Vâng, thưa quý vị, phải nói là chúng ta cũng như quý vị khán giả và quý Phật tử phải thực sự là rất là hữu duyên thì mới xem được các cái hiện vật quý giá như thế này. Và đây chính là một cái sự nỗ lực rất là lớn lao của các thầy trụ trì ở chùa Quán Thế Âm. Phải nói là khi phát nguyện xin các cái bộ sưu tập này thì đúng đây chính là một phép màu. Sau những nỗ lực thì chính là một cái phép màu đã cho phép các vị sư, các thầy có được cái bộ sưu tập lớn lao như thế này, và để cho quý vị chúng ta cùng chiêm ngưỡng và tìm hiểu về văn hóa Phật giáo. Và đặc biệt là trong văn hóa Phật giáo còn có văn hóa Champa và tín ngưỡng thờ thần của đạo Hindu. Thưa quý vị, văn hóa Champa cổ đại có từ thời của đất nước Chiêm Thành từ thế kỷ thứ ba cho đến đầu thế kỷ thứ 15. Vâng, như quý vị đã thấy là hôm nay chúng tôi giới thiệu với quý vị những cái tác phẩm nghệ thuật rất là độc đáo, không những của văn hóa Phật giáo Việt Nam và các nước Đông Nam Á mà còn có văn hóa Champa cổ đại nữa. Thưa quý vị, nếu như quý vị yêu thích kênh của chúng tôi và mong muốn chúng tôi phát triển thêm những cái nội dung hay ho như thế này thì xin quý vị không ngần ngại hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh quý vị ha.